Thì hôm nay anh em mình nước cũng thuận lợi cho anh em mình đi săn đêm để bắn dạc. Thì xíu nước cũng lớn à, mà anh em mình sẽ cố gắng đi tìm những chú dạc, kiếm khoảng tầm 3 hoặc 4 con về để chia nhau và ăn cơm nha. Thì mình cũng quay bằng cái nón này, cũng chia sẻ với cả nhà là anh em mình quay bằng cái nón này thì nó cũng hơi bất tiện, bắn thì nó cũng hơi khó hơn là mình không có đội nha. Thì nhiều khi nó cũng cà lắc quơ quơ nè, cái nhà cũng thông cảm nha. Có con vịt cầm cái súng thì cũng vịt gái lắm cái nhà. Nó cầm súng là giống như là anh em mình cầm ná mà chuẩn bị bắn dạc vậy đó. Đó thì cái nón này ở trên TikTok shop của anh em ô tô mình cũng có bán luôn nha cả nhà, nếu mà cả nhà có muốn sử dụng thì lên đó để mua về trải nghiệm thử. Còn hôm nay mình sẽ đem cái ná lông gà này, ok, sẽ đem cái ná lông gà này đi đi đá với con dạc nha. Dạc mà bye bye lên đá rớt xuống cây báo rồi nữa ai mua bán luôn này. Cái báo này bán rẻ rồi cả nhà, 50 ngàn. 50 ngàn của đứng nhau giỡn hoài cây đâu không bán luôn. Lỗ không vài vòng nữa thì anh em mình sẽ let's go đi test bao ná lông gà đá lông dạc nha. Thì mình ở tài xế cũng với là xế lên dí nãy giờ thì cũng lụm được chú dạc đầu tiên cả nhà. Thì bắn chúng đang bay ngay chỗ cánh nó bị đau á, cái nó đầu lên cây cái bắn kích xuống lên kiếm cũng đã đợi nó gặp nó chạy quá thì vậy cái nhà ơi. Ok, con vịt đầu tiên chết thôi. Và đây là mẫu ná của anh em mình bán tiếp tục sau đợt ná bớm nha cả nhà. Ok, giờ anh em mình sẽ tiếp tục cả nhà ơi. Chết là khá ngọt nha, ngay cổ. Rồi mình sẽ tiến lại lục lên nha. Quay đầu để móc cả nhà, móc cả ngày cả nhà. Lông gà lại đá chết lông vàng. Gà lại đá thêm con vàng nữa cả nhà ơi. Con này thứ tư cái này. Con thứ ba. Ba được. Thứ ba. Con kia nãy nó bay vô lùm. Thả nó luôn. Tại vì bãi nó cao quá. Vô cả nhà. Vô. Rồi có là chết lâm sàng quá. Go.
về dí nó dài cả nửa tiếng rồi cả nhà. Dí tới gáo luôn. Mày không có thoát khỏi đâu. Từ từ. Từ thôi. Quay ra là hạ luôn nè. Tới gáo luôn á cả nhà. Rồi, ok, gãy giò. Nãy bắt lông bay gãy giò. Hèn chi. Nãy giờ là mình với Linh ngáo tỉa nó chắc cũng cỡ cả trăm á. Bay đảo qua đảo lại. Tới chưa tài xế chạy cái sững. Đi tới gáo luôn. Đúng rồi. Cuối cùng mình cũng lụm được nó. Không, nói chung là cỡ là cỡ không thoát khỏi. Ba con vạc hoàng đế. Kêu nó giặt hoàng đế tại vì nó có cái lông đầu này nè. À, con này không có nè. Ba con. Có con vạc này thì không có. Vạc này vạc chúa. Thì nước hôm nay nó lớn lẹ quá cả nhà ơi. Anh em mình đi chút xíu cái nước lớn mà bắn được như đây cũng khá là im mày. Giờ cũng nay cũng khuya rồi, sáng anh em cũng bận công việc nhiều quá nên không có làm ẩm thực cho anh em cùng xem nha. Cũng nhớ like cái kênh ủng hộ anh em tụi mình luôn nha. Mua hàng số điện thoại cấp cháu hình nha anh em. Rồi bye bye, xin chào tạm biệt cả nhà.